Chúc các bạn một ngày tốt lành. Cảm ơn bạn đã đến với kênh Ngẫm Cuộc Sống Quanh Ta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp về kỹ nữ Lương Hồng Ngọc. Bạn đã từng nghe về câu thoại kinh điển Đĩ cũng có đĩ yêu nước trong bộ phim nổi tiếng của Tinh Gia, Châu Tinh Trì chưa? Nhưng bạn có biết rằng câu chuyện này gắn liền với một kỹ nữ anh hùng có thật trong lịch sử Trung Quốc, Lương Hồng Ngọc. Cùng tìm hiểu câu chuyện bi tráng về Lương Hồng Ngọc và Hàn Thế Trung, cặp đôi đã góp phần giữ vững đất nước trong những thời khắc đen tối nhất. Lương Hồng Ngọc, từ kỹ nữ trở thành người vợ kiên cường, đã cùng chồng dẫn dắt quân đội chống lại quân Kim hùng mạnh, tạo nên những kỳ tích phi thường. Hãy cùng khám phá câu chuyện đầy cảm xúc này qua video. Đi cũng có đi yêu nước. Câu này vừa nói ra thì 10 người chắc 9 đã biết nguồn gốc ở đâu ra rồi phải không? Cùng với câu kết gian dương đại đạo, hiếp dâm con heo, đẩy bà già xuống biển thì đây là câu thoại kinh điển của Tinh Gia, Châu Tinh Trì. Tế công bộ phim Kinh xuất hiện câu thoại rằng Đĩ cũng có Đĩ yêu nước. Trong phim, Tiểu Ngọc số trời đã định làm Đĩ 9 kiếp bị một đám phụ nữ vây đánh. Đúng lúc đó, Tế công Tinh Gia đứng ra và nói: các người đều là phụ nữ với nhau, cần gì phải tàn sát lẫn nhau như vậy? Nhưng cổ là Đĩ đó, Đĩ cũng có Đĩ yêu nước. Những người phụ nữ kia sau khi nghe được liền bật khóc. Xung quanh còn có người nói: phải đó, thật xấu hổ quá, xấu hổ quá. Vì sao chỉ một câu nói của Tinh Gia lại khiến mọi người bật khóc và xấu hổ như vậy? Hẳn là phải đề cập tới câu chuyện nào đó bi thương. Dù các bạn xem phim, dù xem nhiều lần, dù trích đi trích lại câu này nhiều lần, cũng chưa chắc đã hiểu hết. Do vậy chúng ta sẽ đi sâu phân tích tìm hiểu một chút. Xét về bối cảnh, câu chuyện về Tế Công trong phim sinh vào năm Thiệu Hưng thứ 18 đời Tống, tức năm 1148. Trong khoảng thời gian đó kỳ thực có một kỳ nữ anh hùng tên Lương Hồng Ngọc. Trước khi chúng ta bắt đầu đi tiếp video này, kênh Ngẫm Cuộc Sống Quanh Ta khuyến khích bạn hành động với một vài cử chỉ nhỏ. Hãy bấm nút like cho video này để ủng hộ kênh. Và nếu bạn thấy giá trị trong nội dung của kênh, hãy xem xét việc đăng ký và bật chuông thông báo để bạn không bỏ lỡ một cập nhật mới nào. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn bằng cách bình luận số 1 hoặc số 2. 1. Nếu bạn thích video này. 2. Nếu bạn không thích video này. Nào bây giờ, chúng ta cùng tiếp tục và khám phá về chủ đề lần này. 1. Trai giang hồ và gái thanh lâu. Thời Bắc Tống còn mạnh, kẻ thù của Tống lúc bấy giờ là Liêu Hạ. Vua Tây Hạ thường mang quân quấy nhiễu nhà Tống. Năm 1106, một thanh niên trẻ tên là Hàn Thế Trung, nhưng nhiều nơi đọc trại là Hàn Thái Trung, đang lính xung quân. Trung có sức khỏe, võ nghệ hơn người, khi ra trận luôn xung phong đi đầu. Hàn Thái Trung từng dẫn quân cảm tử đột kích đồn giặc trên núi Cao Bình, chém chết phò mã Tây Hạ là Hư Trúc. À quên, là Ngột Di bêu đầu lên ngọn cờ, quân Tây Hạ khiếp đảm mà lui. Có thể nói, Hàn Thế Trung như một phiên bản của Nhạc Phi vậy. Giỏi võ, liều mạng và đều đi lên từ lính trơn. Tuy nhiên, khi còn trẻ, Hàn Thế Trung là người ngay thẳng, ưa kết giao, khi nhậu say thì thường ăn nói bỗ bã, nên quan trên nhiều người không thích. Sau chiến thắng Tây Hạ ở núi Cao Bình, thượng cấp ghi công cho Trung và gửi biểu về triều xin ban thưởng, nhưng gian thần đồng quán cho rằng tướng ngoài biên ải tâu quá lên sự thật, nên phê vào tờ biểu chỉ cho Trung thăng một cấp. Buồn tình, phẫn uất, Trung xin giải ngũ và đi nhậu. Trong một lần như vậy, Trung ghé qua kỹ viện nổi tiếng nhất ở Kinh Khẩu. Lương Hồng Ngọc không rõ lai lịch, xuất thân. Năm 15 tuổi tự bán mình làm kỹ nữ là gái phong trần kỹ nữ. Tuy là kỹ nữ, nhưng Hồng Ngọc chỉ đàn ca và cho khách ôm, bán nghệ bất bán thân, chứ không chịu ngủ với bất cứ ai, má mì hay bảo kê cũng không ép được, vì ngoài xinh đẹp và đàn hát giỏi, võ nghệ của Hồng Ngọc cũng rất khá. Một ngày nọ, Hàn Thế Trung bước vào kỹ viện Kinh Khẩu và như Từ Hải gặp Thúy Kiều, hai người cảm mến nhau ngay lần đầu. Hàn Thế Trung bỏ món tiền lớn chuộc Hồng Ngọc ra và lấy làm vợ. Đừng hỏi tiền ở đâu, tôi cũng có biết đâu. Về sau, con đường binh nghiệp của Thế Trung thuận lợi, nhiều lần được thăng chức, dần trở thành một đại tướng Tống Triều. Sử sách ghi lại rằng, mỗi lần ra trận Lương Hồng Ngọc đều trang điểm thật xinh đẹp trước khi ngồi lên ngựa chỉ huy hàng nghìn quân lính. Nhưng khi vào trận thì vung roi thét ngựa, chém tướng đoạt cờ, dũng cảm xông vào trận địa nguy hiểm nhất. Bà cùng chồng thường cùng lao động với quân sĩ, thu dụng lưu dân. 2.
dẹp loạn. Năm 1127, quân Kim đánh xuống Biện Kinh bắt Thái Thượng Hoàng Huy Tông và vua Khâm Tông. Em Khâm Tông là Triệu Cấu chạy về Giang Nam lập ra nhà Nam Tống, tức là Tống Cao Tông. Cao Tông sợ quân Kim là một, sợ cha và anh trở về lấy mất vương vị là hai, nên không muốn khôi phục Trung Nguyên, chỉ muốn rời đô về Hồ Nam, cuối cùng là rời về Lâm An thuộc Hàng Châu. Điều đó khiến nhiều tướng sĩ bất mãn. Hai đại thần Miêu Phó và Lưu Chính Ngạn bèn làm binh biến, bắt giữ Cao Tông và định buộc nhường ngôi cho Thái tử Triệu Phu. Đại thần Trương Tuấn họp các tướng Lã Di Hạo, Hàn Thế Trung cùng bàn việc cứu Cao Tông. Trong lúc ấy thì Hồng Ngọc và con trai Hàn Thế Trung là Hàn Lượng bị kẹt lại ở Lâm An. Hàn Thế Trung tiến quân được nửa đường thì dừng lại. Miêu Lưu quyết định dụ hàng. Bèn đem tờ chiếu phong chức cho Thế Trung và cho Lương Phu Nhân đi trước để khuyên chồng. Gặp lại được chồng, Lương Phu Nhân khuyên Hàn Thế Trung tương kế tự kế, giả vờ mang quân đi Tú Châu, không vào Lâm An nữa. Quả nhiên Miêu Lưu không phòng bị, chớp thời cơ, Lương Phu Nhân cho người giải cứu con trai nhỏ ra. Ở trong quân, Hàn Thế Trung biết tin vợ con an toàn, lập tức xé tờ chiếu, chém sứ giả, hành binh quay lại Lâm An. Ít lâu sau, Miêu Lưu đang mệt mỏi rồi yêu stick. 3. Hàn Thế Trung cùng phu nhân cầm chân 10 vạn đại quân Kim. Năm 1130, Hàn Thế Trung nhận lệnh trấn thủ Trấn Giang. Tương truyền hai vợ chồng Hàn Thế Trung, Lương Hồng Ngọc, đích thân xung trận. Chồng xung phong, vợ đánh trống trợ uy. Dùng 8.000 quân vây khốn 10 vạn quân của Kim Ngột Chuột tại Hoàng Thiên Đãng trong 40 ngày. Tuy nhiên, cuối cùng những gì xảy ra ở đèo Thermopyle, trận đánh ở Hy Lạp, Phim 300 và Leonidas, trùng hợp thay cũng xảy ra ở Hoàng Thiên Đãng. Trong lúc quân Kim đang tiến thoái lưỡng nan thì một cư dân địa phương đã bày kế cho chủ soái quân Kim, Ngột Chuột, cho lính đào kênh thông từ Vũng Hoàng Thiên ra Trường Giang rồi ngồi thuyền mà chạy về Bắc. Quân Tống chỉ biết tin khi kênh đã đào xong, Hàn Thế Trung lập tức xua quân đánh gấp. Trận đó lửa cháy thấu trời, Hàn Thế Trung tắm máu địch. Lương Hồng Ngọc đứng giữa mưa tên, quan sát tình hình, chỉ huy chiến đấu. Quân Tống thấy vậy, sĩ khí càng cao, nhưng quân Kim có viện binh tới cứu, lại vượt trội về quân số nên đã chạy thoát. Trận này tính ra quân Tống thua nhưng có được sĩ khí và đánh tan được ý đồ Nam Hạ của quân Kim. Trong nhiều năm sau đó, hai vợ chồng Thế Trung, Hồng Ngọc còn lập nhiều đại công, đánh thắng quân Kim nhiều lần, giữ lại nửa mảnh Giang Sơn cho nhà Tống. Cùng với Nhạc Phi, Hàn Thế Trung là một trong những đầu tàu chống Kim mạnh mẽ nhất, cũng là những cột trụ của phe chủ chiến trong triều đình. Tiếc là Tống Cao Tông luôn bị ám ảnh vì sự trở về của cha và anh như đã nói ở trên, nên nhiều lần phá game. Tần Cối là đại diện phe chủ hòa, liên tục cản đầu cản đuôi các tướng, vu oan, hãm hại Thế Trung và Nhạc Phi. Những năm sau này, còn có thêm Trương Tuấn, chỉ huy cũ của Hàn Thế Trung, nay đã bị tự diễn biến, tự chuyển hóa về phe Tần Cối. Các tướng Nhạc Phi và Thế Trung có thời điểm được cho ngồi chơi xơi nước, chỉ khi quân Kim đánh rát quá thì lại mời ra, xong việc lại cho về. Năm 1141, Ngột Chuột lại dẫn quân Kim Nam Hạ, nhưng lại bị quân Nhạc Phi đánh cho đại bại tại Yên Thành, Hà Nam. Khi Hàn Thế Trung cũng dẫn quân tới, thì quân Kim chạy trước, không dám đánh. Quân Tống áp sát Khai Phong, khí thế ngút trời, chuẩn bị lấy lại Bắc Hoang Hà, thì một lần nữa Cao Tông lại nghe Tần Cối, một ngày quăng ra 12 đạo kim bài buộc Nhạc Phi lui quân. Không lâu sau đó, Nhạc Phi bị luận tội và thụ án tại Phong Ba Đình. Giai thoại kể rằng, Hàn Thế Trung đã quát hỏi Tần Cối, nói rằng Nhạc Phi mưu phản, thế bằng chứng đâu? Tần Cối trả lời, không có, nhưng mà cũng không có nghĩa là không có. Mấy chữ không có nghĩa là không, mô suy yếu, mạc tu hữu, từ đó gắn liền với tên Nhạc Phi và đi vào tiếng Trung để chỉ những lời buộc tội ngụy tạo. Sau vụ án Nhạc Phi, Hàn Thế Trung vẫn hay gặp mặt Tần Cối, nhưng khi ra vào chỉ ra hiệu tay, không nói một lời nào để tỏ sự khinh miệt. Dân gian kể rằng, Tần Cối cũng không vừa, định thảo tiếp tờ biểu để vu vạ cho Hàn Thế Trung, thì đột nhiên tay cứng đờ, rồi liệt hẳn không sao cầm bút viết được. Cối định đọc ra cho người viết thay thì hôm sau lại bị cấm khẩu luôn, rồi từ lưng mọc ra cái nhọt lớn dần, đau đớn không thể nằm hay đứng thẳng được, chỉ có thể quỳ khom khom. Cuối cùng thì chết. Cuối đời, Hàn Thế Trung theo đạo Phật, đạo Lão, tự xưng là Thanh Lương cư sĩ. Năm 1151, Hàn Thế Trung qua đời, thọ 63 tuổi.
Hàn Thế Trung cùng tề danh với Nhạc Phi. Hơn 20 năm chinh chiến, trải qua hàng trăm trận lớn nhỏ, trên người đầy vết thương, chi chít sẹo. 10 ngón tay chỉ còn 4 ngón nguyên vẹn. Lương Hồng Ngọc quy ẩn về Tây Hồ sau đó cũng mất. Nay, Tây Hồ, Hàng Châu còn miếu thờ Nhạc Phi, trong miếu có hẳn một gian thờ Hàn Thế Trung. Khoảng thời gian này, đất nước bị quân Kim giày xéo là thời điểm nhục nhã nhất của triều đình nhà Tống. Xét thời điểm trong phim, Tế Công đang khoảng 18 hay 20 tuổi. Như vậy thì cách thời điểm hai vợ chồng Hàn Thế Trung, Lương Hồng Ngọc mất chỉ vài năm. Bởi vậy khi Tế Công nhắc đĩ cũng có đĩ yêu nước, chính là nhắc mọi người. Tiểu Ngọc này tuy là kỹ nữ, nhưng cũng có thể là người yêu nước như kỹ nữ Lương Hồng Ngọc. Một câu thôi khiến toàn bộ phụ nữ bưng mặt khóc. Đàn ông nghe phải che mặt xấu hổ, tự thẹn không bằng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hữu ích, hãy nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Hãy chia sẻ ý kiến và trải nghiệm của bạn về video trong phần bình luận. Hãy để lại bình luận là 1 nếu bạn thích video này. 2 nếu bạn không thích video này. Chúng tôi sẽ ghi nhận để ra mắt những video tiếp theo tốt hơn nữa. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời.